Cái bài nhạc anh em vừa nghe đó là một trong những cái bài nhạc huyền thoại của Nokia. Nếu mà anh em nào đã từng dùng qua các máy Nokia thì có lẽ là rất quen với cái tiếng nhạc chuông này. Chào anh em, mình là Kính Cận đây. Trong video này thì mình rất vui được chia sẻ với anh em đó là những cái bản nhạc chuông trên cái chiếc Nokia 6300. Nó đúng hơn này, đây là cái chiếc Nokia 6301. Nó là một cái phiên bản nâng cấp nhẹ từ cái chiếc Nokia 6300. Tuy nhiên thì cái ngoại hình thì nó cũng không có gì khác biệt đâu. Tuy nhiên thì cái video này không phải là phân tích chi tiết hay là mở hộp hay là trên tay. Đó là một cái video sau mình sẽ gửi đến anh em. Còn trong video này thì mình cùng anh em chúng ta sẽ nghe lại những cái bản nhạc chuông trên những cái dòng máy này. Phải nói là ngày trước mỗi cái dòng máy không chỉ của Nokia mà Motorola hay là Sony thì họ đều có những cái bản nhạc chuông phải nói là rất hay ho, đến nỗi mà khi anh em đang đi trên đường anh em nghe một cái bài nhạc chuông phát ra từ một cái chiếc điện thoại nào đó mà anh em không cần nhìn anh em vẫn cảm nhận được chiếc điện thoại đó là đang đến từ thương hiệu nào, Nokia hay là Motorola. Đó là một cái điểm đặc biệt. Tuy nhiên thì smartphone ngày nay rất nhiều luôn và mình thấy là các hãng họ không còn chú trọng quá đến những cái bản nhạc chuông trên điện thoại nữa. Và mời anh em cùng nghe nhé. Thank you.
Vậy là mình vừa cùng anh em nghe lại, sống lại với những cái thời ký ức, với những bản nhạc chuông trên cái chiếc Nokia 6301 hay là Nokia 6300. Riêng anh em thì anh em cảm nhận như thế nào? Còn đối với mình thì mình không phải là một cái fan cuồng của Nokia hay là bất kỳ một cái hãng nào, mà mình là fan của công nghệ. Và đối với những cái chiếc máy cổ, không chỉ Nokia mà những chiếc máy cổ của các hãng khác, nếu mà mình tìm được mình trên tay á, ngoài mình mở hộp hay là trên tay chia sẻ những cái tính năng hay ho, thì mình sẽ cố gắng đều thực hiện những cái video riêng như thế này về nhạc chuông trên những cái dòng máy đó, để 50 năm nữa thì nhiều khi anh em có thể xem lại. Tại vì với những cái chiếc máy cổ, dù anh em có bảo quản tốt cỡ nào thì đồ công nghệ mà thiết bị công nghệ mà nó đều có cái niên hạn, đều có cái tuổi đời hết. Theo thời gian dần dần thì nó sẽ lão hóa, nó sẽ hỏng, pin thì có thể là chai, còn những cái phần thiết bị nhựa trong đó thì theo thời gian nó sẽ chảy mòn đi. Cho nên đối với mình, hạnh phúc nhất là được ghi lại những cái kỷ niệm đó qua những cái chiếc video rõ nét hơn, và để cho anh em về sau anh em có thể xem lại. Tại vì anh em biết rồi đó, cách nay khoảng 10 năm hay là mười mấy 20 năm thì lúc đó trên thế giới thì họ cũng có công nghệ và họ cũng có thể ghi lại bằng những video. Tuy nhiên thì thời đó thì không có Full HD 2K hay là 4K sắc nét như bây giờ, mà thường thường là nó sẽ quay rất là mờ, không có rõ, và thực tế thì cũng không, thời đó thì cũng không có nhiều video. Cho nên đó là một cái dự định, một cái ấp ủ mà mình sẽ cố gắng. Cảm ơn anh em, và anh em cũng đừng quên tương tác với mình bằng cách là bình luận ở dưới video này. Nếu mà anh em thích thì anh em có thể bấm like video này hoặc là đăng ký kênh để khích lệ mình ra nhiều video mới nhé. Mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn để chia sẻ đến anh em. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Chào anh em.